Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương trên file Excel mà các bạn đã tải về để thực hiện việc trích lương cũng như trích các khoản bảo hiểm phải nộp để tính vào chi phí đối với bộ phận văn phòng và bộ phận các luật sư. Để lên được bảng thanh toán tiền lương cho tháng 2, chúng ta sẽ căn cứ vào bảng chấm công, dựa vào số ngày công thực tế, kiểm tra nếu có tăng hoặc giảm người lao động. Để chúng ta thực hiện sửa lại nội dung trên bảng thanh toán tiền lương, căn cứ vào mức lương cơ bản để làm cơ sở tính các loại bảo hiểm và các bạn sẽ điền lại số ngày công thực tế mà nhân viên đi làm để tính ra được tổng tiền lương phải trả. Và với bảng thanh toán tiền lương thì chúng ta sẽ thực hiện làm 3 bút toán. Với bút toán thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện việc tính tổng tiền lương phải trả cho bộ phận văn phòng và bộ phận các luật sư. Nghiệp vụ phản ánh nợ cho tài khoản 6422 theo thông tư 133 hoặc 6421 theo thông tư 200 đối với lương của bộ phận văn phòng và nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133, 622 theo thông tư 200 tổng tiền lương phải trả đối với bộ phận các luật sư và có cho tài khoản 334 phản ánh tổng tiền lương phải trả cho cả hai bộ phận. Bút toán thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện việc trích các khoản bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp và các bạn cũng phải kiểm tra lại trong tháng đó các mức bảo hiểm có thay đổi hay không để chúng ta phản ánh cho đúng và đưa vào chi phí đối với từng bộ phận bao gồm bộ phận văn phòng, nợ cho tài khoản 642 có cho các tài khoản bảo hiểm liên quan và làm tăng các khoản bảo hiểm phải nộp tính vào chi phí của mảng dịch vụ. Và bút toán thứ ba, chúng ta sẽ thực hiện việc trích các khoản bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập cá nhân nếu có và ủy thác cho doanh nghiệp nộp thay thì chúng ta sẽ phản ánh nợ cho tài khoản 334 theo thông tư 133 hoặc 3341 theo thông tư 200 để làm giảm tiền lương phải trả có cho các tài khoản bảo hiểm liên quan và bao gồm có cho tài khoản 3335 phản ánh làm tăng các khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp và người lao động sẽ ủy thác cho doanh nghiệp nộp thay. Với 3 bút toán, chúng ta sẽ thực hiện vào chứng từ nghiệp vụ khác để thực hiện. Các bạn sẽ vào phân hệ tổng hợp, chọn chứng từ nghiệp vụ khác hoặc chọn đến các nghiệp vụ trước đó mà các bạn đã thực hiện. Ở bút toán thứ nhất, trích tiền lương phải trả cho các bộ phận và các bạn sẽ nhấn Ctrl C. Với thực hiện nhân bản thì các bạn phải nhớ sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ. Vào cuối tháng, ngày 28 tháng 2, đối với tiền lương phải trả của bộ phận văn phòng 52.329.231 đồng và tiền lương phải trả đối với bộ phận các luật sư 53.815.000 đồng. Và sau khi điền lại xong, các bạn phải nhớ kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng phải bằng tổng số tiền thể hiện trên phần cột tổng tiền lương. Với tài khoản 154 phải luôn có khoản mục chi phí đi kèm là nhân công trực tiếp. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và ở bút toán thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện việc trích các khoản bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp, sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày 28 tháng 2, phản ánh nợ cho tài khoản 6422 và nợ cho tài khoản 154 có cho các tài khoản bảo hiểm liên quan. Và các bạn sẽ kiểm tra lại tổng số tiền bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp 23.700.000 đồng. Và với tài khoản 154, các bạn phải nhớ kiểm tra lại khoản mục chi phí nhân công trực tiếp. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Đối với các khoản bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp, nếu các tháng trước và tháng liền kề không có thay đổi số người lao động và không thay đổi mức lương cũng như các tỷ lệ bảo hiểm thì các bạn sẽ phản ánh giống với tổng số tiền chi phí của bảo hiểm tháng trước. Và bút toán thứ 3, chúng ta sẽ phản ánh trích các khoản bảo hiểm trừ vào lương của người lao động và sửa lại ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày 28 tháng 2, phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 334 theo thông tư 133 hoặc 3341 theo thông tư 200. Đối với bảo hiểm xã hội 9.480.000 đồng, bảo hiểm y tế 1.777.500 đồng và bảo hiểm thất nghiệp 1.185.000 đồng. Cuối cùng là thuế thu nhập cá nhân 664.231 đồng. Và nhớ kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng trừ vào lương của người lao động với số tiền 13.106.731 đồng.
và các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành thực hiện 3 bút toán liên quan đến trích lương và trích các khoản bảo hiểm trừ vào chi phí của doanh nghiệp và tính vào chi phí của bộ phận các luật sư. Hoàn thành 3 bút toán liên quan đến trích lương và trích các khoản bảo hiểm đối với bộ phận văn phòng và bộ phận dịch vụ trên phần mềm kế toán MISA.